gà miết thế hả? Sao Hồ nhìn gà miết thế? Con đi chơi đi nha, để cho em nghỉ ngơi nha. Em muốn đi chơi. Thôi, đi ra. Để cho em nghỉ ngơi nha. Thôi được rồi, để cho em nghỉ ngơi nè. Em chưa quen nhà mình lắm đâu hả con? Không muốn chơi với em hả? Thôi được rồi con. Con đi ra ngoài chơi đi nha. Đi ra ngoài chơi đi nha. Từ từ nào, nhìn đường nào. Đi đâu? Hả? Sao lại mắt không đói vậy con? Ôi, con thử lấy coi, thử lấy nữa vậy xem nào. Đi ơi, cao thế. Ôi, không được á. Thử lấy lần nữa đi con. Lấy lần nữa mẹ xem nào. Ồ, thôi đứng yên, mày lấy cây mày kiếm cây thế nha. Gửi mẹ nào. Ôi giời, gỡ ra nè con. Lôi ra. Lôi quần ra nè. Nào, để mẹ ấy cái nào. Sao nó cứ ngắt đây vậy nhờ. Lôi ra đi. Nè, lôi, lôi nè con, lôi ra. Đúng rồi, lôi mẹ nào, lôi. Lôi này con, lôi ra nào. Mạnh ra. Đúng rồi, sao mắt chặt thế. Ui, kéo con, sắp được rồi, kéo ra. Đúng rồi, kéo ra con, lôi. Đi ơi, kéo ra nào. Đấy, ui, xong hỏng cái quần mất rồi. Ui, xuống đây mẹ nào. Ui, hỏng mất cái quần rồi. Thấy chưa? Thôi,
Tiếc chưa? Thôi đi về đi. Ồ, lấy xuống được rồi, để mẹ sửa lại cho nè. Nào cầm váy con về nè, cầm váy con về, cầm váy con về. Không ốm nữa, đi. Cầm váy của con đi. Đi về nào. Đi con, đi về đi con. Rồi. Trời ơi. Không nghịch nữa. Thấy chưa? Hỏng mất cái quần rồi. Thôi. Sao mà sửa được đây tương hết dây thun này. Thôi, hỏng mất cái quần rồi. Con trèo kiểu gì mà mình mắc cái quần lên đó vậy con? Hử? Ôi ôi. Coi này. Ủa váy đâu có bẩn đâu. Ly cởi váy ra. Hử? Ly cởi váy ra. Mà hỏng hết cái quần rồi nè. Thôi bỏ xuống đây đi. Chân tay bẩn hết, trèo lên cây mít dính lại, dính bị dính cái mũ này. Cái này. Thấy chưa? Thôi chắc đi tắm thôi, tầm này cũng chiều rồi. Đi tắm đi. Nha. Tắm đi, một lúc sau đi đón chị Dung với mẹ nữa. Ôi ôi, nghịch ngợm, nghịch ngợm, nghịch ngợm, nghịch ngợm mất đi mất thôi, đứng xuống. Ờ, chào. Hay kiếm thằng gà hả? Gà đi chơi đâu rồi? Đứng xuống với mẹ, đứng xuống với mẹ nào. Nào, đứng xuống đi. Đi vô, thấy rồi, tắm. Chân con nữa hả? Từ từ. Tay sạch xong mới tới chân nha. Mà há miệng ngáp vậy hả? Hả rồi, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Ê, chưa bơi, chưa bơi, chưa bơi. Là sao bấm nó mà bơi nha, ngồi xuống từ từ nào, để mày tắm xong sạch sẽ bông rồi bơi nha. Thôi chị nhảy vô bơi. Ở đây 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 đây. Chưa bơi được mà. Nghịch quá đi mất rồi. Để mẹ khơi nước cái nè. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Khơi nước xong đã rồi bơi. Rồi. Thằng con vô bơi con đi. Ờ. Cho tôi rồi rồi. Rồi, bơi đi. Ủa, bơi kẹt á. Nào bơi nè. Chứ đòi bơi cho bằng được. Đấy. Ngày mai mày cho uống phao to nha. Cứ hai ba hôm mày cho bơi không phao to. Có lặn không? Mày có lặn không? Lặn xuống nước, lặn xuống nước. Rồi, gãi cho con. Rồi, được rồi. Bơi đi. Gãi cho con đi chứ.
có bơi nữa không hả? Bơi nữa không? Sao tự nhiên khèo mẹ? Con bơi đây một chút xíu cho vô. Trời ơi, hôm nay nhật ngọn là mắc cái quần trên cây nha mày nha. Thôi là mắc luôn cái quần rồi. Coi kìa, đã chưa ừ. À, chưa thì bơi tiếp đi, chưa thì bơi tiếp đi con. Bơi nữa không? Đi cứ bơi nữa không, cứ bơi nữa không đó đó, thì con bơi đi nào, không nghịch nào, không nghịch ngợm nè, là con bơi tiếp đi, bơi tiếp rồi vô nè. Đi không bơi đi vô nha, không bơi đi vô nha. Rồi, vô nào. Ôi, ướt hết người mẹ rồi này. Em bé sơ sinh đi vô nhà nha.